Ngày 5 tháng 8 năm 2020, cảng Chu Lai Quảng Nam thuộc công ty giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải Thiloji đã đón tàu Asian Hawk từ Namikata, Nhật Bản cập cảng. Đây là tàu chuyên chở hàng rời, vừa được hạ thủy vào cuối tháng 7 năm 2020 và cảng Chu Lai là điểm đến nhận hàng đầu tiên trong chuỗi hành trình. Tàu Asian Hawk quốc tịch Panama có chiều dài 125 m, trọng tải 14.000 tấn. Tàu khởi hành từ cảng Namikata, Nhật Bản đến cảng Chu Lai và trở về cảng Hitachinaka thuộc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Tàu vận chuyển 11.000 tấn viên nén gỗ của Công ty Cổ phần Năng lượng Sáng tạo Á Châu xuất khẩu sang Nhật Bản. Công ty Á Châu có trụ sở tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi là doanh nghiệp đã hợp tác xuất khẩu hàng viên nén qua cảng Chu Lai trong suốt 4 năm qua. Riêng từ đầu năm đến nay đã xuất khẩu hơn 50.000 tấn viên nén sang các cảng lớn ở Nhật Bản. Chất lượng dịch vụ vượt trội, chi phí hợp lý, đáp ứng yêu cầu khắt khe của đối tác là những lý do để các doanh nghiệp lựa chọn cảng Chu Lai để xuất khẩu hàng hóa. Cảm nhận của mình đầu tiên là mình thấy rằng đi vào cảng Chu Lai này thực tế ra là một cái cảng rất là thuận lợi. Cảng này của nó là cảng biển, cho nên là mình vào thời gian từ Hoa Tiêu vào đến cầu cảng chỗ này thì rất là gần, làm cho cái cầu cảng nó càng ngày nó càng tốt lên và cái luồng ngạch của nó tốt lên nữa. Thì ở đây coi như là rất thuận lợi cho vấn đề là phát triển của ngành cảng biển. Cái dịch vụ ở đây thì của nó cũng rất là tốt, thủ tục nó cũng đơn giản nhẹ nhàng. Cái cách tiếp nhận hồ sơ và làm việc ở đây cũng rất là nhanh nhẹn. Công việc đại lý cũng như là dịch vụ của Hoa Tiêu rồi dịch vụ của cảng ở đây rất là thân thiện. Và cái khả năng làm việc của anh em rất là vui vẻ và năng suất làm việc ở đây của anh em như thế là rất là tốt. Và cũng hy vọng là coi như là cảng càng ngày càng phát triển và mình mở rộng ra cho cái cảng biển của mình ở đây nó có một cái vị thế coi như là càng ngày càng lớn. Cảng Chu Lai được xây dựng theo mô hình cảng tổng hợp hiện đại, có khả năng khai thác nhiều chủng loại hàng hóa như hàng container khô và hàng container lạnh, hàng siêu trường siêu trọng, hàng thiết bị, hàng lỏng, khí, viên nén, dầm gỗ, v.v. Thời gian qua, cảng đã được nhiều doanh nghiệp tại khu kinh tế Mở Chu Lai, các khu công nghiệp V-Ship, Dung Quốc Quảng Ngãi, Bắc Chu Lai, Tam Thăng, Thuận Yên Quảng Nam và các khu vực lân cận khác như Bình Định, Tây Nguyên, Lào, Campuchia, v.v. lựa chọn là cảng xuất khẩu hàng viên nén và nhiều loại hàng hóa khác. Năng lực bốc dỡ hàng viên nén của cảng khoảng 5.000 tấn trên ngày và hơn 15.000 tấn trên ngày đối với các loại hàng khác như phôi thép, soda, than đá, bột đá, cát, v.v. Đối với hàng siêu trường siêu trọng, cảng có thể bốc dỡ các kiện hàng nặng đến 250 tấn và dài đến 36 mét. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng lượng hàng hóa qua cảng Chu Lai đạt gần 1,6 triệu tấn. Chủ yếu là hàng đồ gỗ nội, ngoại thất, hạt nhựa, tinh bột sắn, thép, hàng dệt may, thiết bị, viên nén, sợi vải dùng trong ngành lốp ô tô, hàng nông sản, v.v. Với mục tiêu đưa cảng Chu Lai trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa nhập khẩu quốc tế, Công ty giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải Thiloji đã liên kết với các hãng tàu lớn như SITC Hàn Quốc, CMA CGM Pháp, Costco Trung Quốc, ZIM Israel để khai thác các tuyến hàng hải quốc tế với tần suất 5 chuyến trên tuần.